Cũng liên quan đến công tác phòng chống COVID-19, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Thanh Khê vừa có quyết định số 2286 ngày 29 tháng 6 năm 2021 về xử phạt vi phạm hành chính đối với một trường hợp vi phạm quy định về cách ly y tế phòng chống COVID-19. Theo đó, xử phạt 7,5 triệu đồng đối với bà TTT, sinh năm 1969, trú tại số 122 Hoàng Hoa Thám, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, vì đã tự ý đi khỏi vùng cách ly y tế được quận thiết lập để đảm bảo phòng chống dịch. Cụ thể, do liên quan đến ca bệnh COVID-19, nên ngày 20 tháng 6 năm 2021, quận Thanh Khê quyết định thiết lập vùng cách ly y tế trên địa bàn phường Thạc Gián, trong đó nhà 122 Hoàng Hoa Thám cũng thuộc khu vực cách ly này. Mặc dù đã được thông báo và cam kết thực hiện cách ly, nhưng từ ngày 23 cho đến ngày 26 tháng 6, bà T vẫn tự ý đi khỏi vùng cách ly y tế để đến cư trú tại quận Liên Chiểu. Trước nguy cơ dịch bệnh có thể lây lan từ vùng cách ly ra cộng đồng, ngành y tế và các địa phương phải khẩn trương truy vết, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 281 trường hợp người này tiếp xúc, tốn chi phí 45 triệu đồng. Ngoài xử phạt vi phạm hành chính, quận Thanh Khê cũng yêu cầu bà T thực hiện cách ly y tế theo quy định.